Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 2 tháng 8 giờ địa phương cho biết Bắc Triều Tiên gần đây đã liên lạc với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC về vấn đề binh nhì Mỹ Travis King vượt biên sang miền Bắc khi đang đóng quân ở Hàn Quốc. Được biết, cuộc gọi được thực hiện trong vòng 48 giờ đồng hồ gần đây thông qua kênh đối thoại quân sự của UNC bên trong khu phi quân sự Liên Triều. Bình Nhưỡng cho biết đã xác nhận nội dung về việc binh sĩ đào tẩu mà UNC đã thông báo. Đây là lần liên lạc thứ hai giữa hai nước Mỹ Triều với cầu nối là Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc kể từ sau khi Washington chia sẻ thông tin về vụ đào tẩu của binh Nhì Kinh hôm 18 tháng 7. Chính phủ Mỹ nhận định cả hai lần điện đàm khó có thể nói là một cuộc tiếp xúc thực tiễn và không thu thập được thông tin nào mới về Kinh. Bình Nhưỡng cũng không trả lời bất kỳ lời yêu cầu đối thoại nào từ Washington ngoài kênh quân sự thông qua UNC Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này sẽ kéo dài do hai bên vẫn không tiến hành một đàm phán nào. Mặc dù đã nửa tháng trôi qua kể từ khi binh nhì kinh trốn sang miền Bắc vào ngày 18 tháng 7. Binh nhì Travis được dự kiến sẽ trở về bang Texas của Mỹ hôm 17 tháng 7 để nhận thêm án phạt sau khi bị giam giữ gần hai tháng tại Hàn Quốc vì tội hành hung. Tuy nhiên, anh đã không lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon và đào tẩu sang miền Bắc khi đang tham quan khu vực an ninh chung một ngày sau đó.